Xin chào anh em nhé. Xin chào anh em đã trở lại với B360HZ nha. Toàn tiếp tục cuộc hành trình của Lalakot đi khám phá vùng đất Siberia nha. Bắn được con thỏ này chứ. Đâu rồi? Trốn vào trong bụi nè mày. Đây có cái hang động gì này, ghé vô coi có gì không. Thử thách trong bóng tối, khám phá hang động trong căn cứ của Liên Xô. Nấm nè, để chế tạo ra mũi tên độc. Wow, một núi tiền kìa. Hang động gì mà sâu thế? Kỳ nhỉ, sao qua bên kia được. A prophet must have his followers. Người khai phá. Đây có cái mộ của ai đây?
cổ. Cocos of Nicaea, nhà thiên văn the astronomer. Học. Cocos. Trong kia ấm áp, ra đây lạnh hẳn anh em. Gì đấy? Nothing I can do for him now. All units just got word. Constantly. First day in Siberia and it happens. 2 years in Afghanistan and another in Indonesia, nothing. But one day out here on the ice and pop, I get a kill. Watch the man's eyes go glassy as he begged me for something. Not Russian, no clue. I waited with him and watched. 1 minute he was there and next, nothing. Just meat. I got sick on the snow all. It was way down from the prison. We need to get this mess in order before he arrives. Hey, can anyone hear me? God damn it, we gotta get comms back up. Giết người nén nút. Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing three armed men with an axe? I don't know how they managed to take one of the... You hear that? I'll go look. Stay close. Right there! Sắp trở thành sát thủ rồi đấy anh em ạ. Wow. Căn cứ quân sự của nó luôn này. Oh.
trực thăng đâu đây vậy? Bộ phận súng bán tự động. Hiện tại mình chưa có súng nha các bạn, mới chỉ vũ khí thô sơ thôi à. Chuột kia, ăn thịt chuột. Muốn đang định bắn ai kia. Nhặt được khẩu súng rồi nè. The Red Army is coming. Trời, bắn thủng bụng của con đâu nữa. They have him imprisoned. God. Oh no. No. Đồng thế. I left you in charge here. Yes, sir. But we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see.
You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No. You don't. No. How could someone like you? Go easy. Go easy. Don't fear the suffering. Kinh, nó chặt mù mắt thằng này luôn rồi. Our goal is within reach, but we must be vigilant. If we succeed here, a new world awaits. One of our own making. Constantine, you're needed back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Remain faithful. We will share in the glory of the divine source. Oh God, please. What do we do with him? No. Nobody touch him. Looks like we got another fuel leak. What the hell happened? This thing is 50 years old. That looks like the foul trail. All right, let's get it shot. We can't afford to lose any more after that attack. Okay, I got this. I think I heard something. I'll take a look. Hear that? Have a look. Stay alert. Cái chết ơn huệ cho thằng đó. Để nó đau đớn là sao chịu nổi. Mỗi một thằng mà nó làm mình sôi máu. Chạy lửa nè. Constantine is here. The man who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous. But worse, he appears entirely devoted to his misguided beliefs. I seem to have a habit of running afoul of religious zealots. I suppose it all goes with the territory. His men on the radio mention a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. Perhaps I can find him. Find out what he knows. Earning the trust of the locals might prove useful.
Cái quả này để trị thương các bạn ạ. Con thỏ kia nó chạy đâu rồi? Someone's rosary. Chàng à, chỗ này như có người ở hết. Not getting in that way without being seen. Must be another way. Xuống. Anh là ai? Sau này sẽ rõ, nếu có muốn trả lời thì hãy nghe kỹ đây. Chúng tôi đã có kế hoạch phá hoại tháp truyền thanh cũ. Chúng tôi phải làm cho chúng nghỉ luôn. And I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. I'll keep an eye out for them. Good. We don't have much time. Quá, đi vào nhà chú tí đã nào. I've infiltrated the ranks of the enemy and learned that they come seeking the rich resources of the mountain. They appear to know nothing of the secret we protect. Those who build the iron. Quân xây dựng một đường sắt chạy thẳng lên núi. Con sóc này. Giờ mình đi phải phá hết mấy cái thu vệ tinh gì kìa, phát sóng gì kìa. Gà túc túc ở đâu vậy? We were fools, careless, arrogant fools. Lạnh thế. Ghê ta. Tính ra thì nó thịt mình.
có cái hang đây ra. Kiếm ở đây quá. Vũ khí này. Tốc độ rút. Tốc độ rút tên đấy.